Vâng, xin chào bác ơi, kia xe là và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe thương hiệu Sava hiệu Đức mà không có gì xa lạ đối với những bác đi dòng xe đạp và địa hình lâu năm nữa rồi. Đây là một mẫu xe được rất nhiều các bác quan tâm, thương hiệu Sava. Và bây giờ xin mời nhà tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là mẫu Sava Mountain Bike bên em mới về, thương hiệu của Đức. Rất nhiều các bác quan tâm về cái mẫu mua đồ Sava bên em. Nhưng mai về một chiếc nữa đây. Khung làm từ hợp kim nhôm. Model design Mountain Bike series. Tổng thể nước sơn em đánh giá tầm 85-90% xe. Mẫu model của Sava. Đây là một thương hiệu đến từ Đức, được rất nhiều các bác quan tâm và theo dõi bên em. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Sava nguyên bản tháo xe. Tay lắm của cao su chính hãng nguyên bản tháo xe luôn. Xe được sử dụng với bộ tay líp rất là cao cấp của Shimano Deore. Trên vì các bác biết thì những dòng Shimano Deore là rất là cao cấp do những dòng xe tôn lên địa hình. Gần như là xe cùng cuối của dòng xe touring hình rồi, trên Antuk, Shimano, Tule, Aceda, Alivio. Và xe được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực đằng trước, trang bị với 10 tầng mít rất là cao cấp đó nhá. Ghi đông chính hãng của Sava. Bên tay phải em được sử dụng với bộ tay bấm 3 tầng đĩa cũng là của Shimano Deore. Đằng sau xe cũng được sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực cao cấp của Shimano chính hãng nguyên bản trong xe. Đằng trước thì có logo biểu tượng chữ V Sava, thương hiệu của Đức. Giảm sóc dầu chính hãng của dòng Mountain Bike Sava nguyên bản theo xe. May ơ chính hãng cũng theo xe, may ơ của Sava cũng bản theo xe. Vành của vành Sava luôn, vành Mountain Bike dòng Sava. Lốp dòng lốp của Mountain Bike, lốp chuyên dòng địa hình. Nguyên bản theo xe. Cũng của Sava. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Bề mặt lốp đây còn rất là gai, gai vẫn còn rất là lỗi. Bề mặt lốp giúp cái độ ma sát bám đường của xe rất là tốt hơn. Ghi đông Ngọc Yên chính hãng của Sava nguyên bản theo xe. Yên rất là dày và êm lắm nhá, nguyên bản theo xe. Gạt đĩa của Shimano Deore rất là cao cấp, nguyên bản theo xe. Đùi đĩa bạc đạn, đùi đĩa rụng rỗng ngon nhá, đùi đĩa rụng rỗng rất là cao cấp. Đùi đĩa 3 tầng nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với củ đè đằng sau là củ đè Deore XT rất là cao cấp, còn trên cả tầm Deore. Trang bị với 10 tầng líp rất là cao cấp, chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe được sử dụng với Mayer nguyên bản là Mayer của Sava, vành của Sava. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Đây là một mẫu Sava địa hình bên em mới về, full cấu hình Deore và Deore XT rất là cao cấp. Trang bị 30 tốc độ, đùi đĩa trục dốc. Và xe chiều cao xung size đứng là size 45, tức là size S. Khi các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và bây giờ xin mà đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 10 tầng lip chính hãng, củ đè Deore XT rất là cao cấp. Lên lip đây. Xuống lip. Xuống lip đây. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà quá nhá. Bên đây phải em là 3 tầng đĩa, đùi đĩa rụng rỗng của Deore. Xuống đĩa.
lên đĩa. Cho xe một chủ động của xe 30 tốc độ, rất là cao cấp. Đây là mẫu xa 3 địa hình bên em mới về, thương hiệu Đức, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe tuần 3 địa hình bên em mới về, xa 3 thương hiệu Đức, có bộ chuyển động của xe nguyên một gdup Shimano Deore và Shimano Deore XT rất là cao cấp, cho xe chuyển động 30 tốc độ, 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng. Vâng, xe là rất tốt bên em là 6.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.